Thứ nhất là chúng ta phải luôn nở nụ cười trên môi. Nếu như trong cuộc đời này có ban cho các anh chị những điều tốt đẹp thì cũng phải tươi. Nếu có ban cho các anh chị những điều chưa được tốt đẹp lắm thì cũng phải tươi. Một nụ cười đón nhận, một nụ cười hiểu được rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là giúp cho mình thành công hơn. Và một nụ cười với một cái thông điệp rằng là tôi đang sống trên cuộc đời này, những điều tốt đẹp tôi xin được đón nhận, những điều chưa thuận lợi tôi cũng xin được đón nhận. Và tôi biết tất cả mọi chuyện xảy đến là giúp cho tôi thành công hơn. Tôi tin rằng tôi vượt qua thử thách này một cách dễ dàng, nhẹ nhàng để giúp cho tôi đạt được lợi nhuận là, hoặc là để giúp cho tôi đạt được mục tiêu là. Ok không ạ? Các anh chị hãy cùng Thảo ghi lại nhé. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các anh chị phải luôn cảm thấy mình thật là may mắn, phải luôn cảm thấy mình rất là thành công. Mỗi ngày các anh chị hãy nghĩ về những cái thành công trong quá khứ của mình. Hãy nói lời cảm ơn. Nếu như trong ngày hôm đó chúng ta chưa có tìm thấy được cái điều gì tuyệt vời mình đã làm ra, thì hãy tua lại trong quá khứ của mình, hoặc là những việc của ngày hôm qua, hoặc là những sự kiện đã xảy ra của những tháng trước, một năm trước, và hãy biết ơn nó như thể nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Điều này người ta gọi rằng là nuôi dưỡng, lấy thành công cũ nuôi dưỡng thành công mới. Bên trong các anh chị có một con người phi thường, và bên trong các anh chị cũng có một con người lười biếng, hay còn gọi là một con người màu đỏ và một con người màu xanh. Con người màu xanh sẽ giúp cho các anh chị thu hút thật là nhiều sự may mắn, sự thịnh vượng. Con người màu đỏ sẽ khiến cho các anh chị lười biếng, sợ hãi, nhu nhược và dậm chân tại chỗ, kéo các anh chị lại. Nếu như các anh chị có một cái sự thành công, các anh chị ghi nhận, các anh chị hào hứng, các anh chị vui vẻ, các anh chị đón nhận một cách tuyệt vời, ghi nhận, khen thưởng bản thân của mình, thì con người màu xanh sẽ được nuôi dưỡng. Nhưng khi các anh chị chê trách bản thân của mình, các anh chị nói rằng là tôi chưa làm được, tôi chưa tốt, tôi chưa giỏi, là các anh chị đang nuôi con người màu đỏ lớn lên. Nếu như hai cái con người này nó đánh nhau, thì theo các anh chị là con nào sẽ thắng ạ? Con người màu xanh thắng hay con người màu đỏ thắng? Chắc chắn là cái con nào mà các anh chị cho nó ăn nhiều hơn thì nó sẽ thắng thôi. Vậy thì sẽ ra sao nếu các anh chị nuôi dưỡng con người màu xanh bên trong của mình? Thì cứ mỗi một thành công mà các anh chị ghi nhận lại là các anh chị đang tiếp năng lượng, các anh chị đang nuôi dưỡng cái con người màu xanh. Và nếu như con người màu xanh bên trong các anh chị nó lớn lên thì các anh chị trở thành một người nhiễm từ đó. Vì vậy nên mỗi ngày hãy cho phép mình được ở trong Zoom của câu lạc bộ, môi trường câu lạc bộ đã tạo ra những buổi Zoom cộng đồng giúp cho các anh chị. Có thể là Zoom buổi sáng, Zoom buổi trưa hoặc là Zoom buổi tối. Nếu như các anh chị có duyên mình vào những cái nhóm rèn luyện chuyên sâu hơn thì các anh chị sẽ được những cái quy trình nhiều hơn. Thảo nói rằng là những cái buổi Zoom cộng đồng như thế này, các anh chị hãy cho phép mình kỷ luật vào Zoom để làm gì ạ? Để thu hút năng lượng người thành công, để các anh chị có thể nhiễm từ năng lượng của những người thành công. Đây là cách nhanh nhất giúp cho các anh chị. Bởi vì các anh chị ở ngoài đi ạ, có ai khen các anh chị không? Mình có một người chồng, có một người vợ. Nhưng nếu như mình, người vợ mình chưa thấu hiểu, người chồng của mình chưa thấu hiểu, họ cũng không có khen mình. Mình có một đứa con, nếu như con của mình nó vẫn chưa có thấu hiểu, nó cũng không có khen mình. Mình có một ông sếp, nếu như sếp của mình vẫn chưa có thấu hiểu thì sếp cũng không có khen mình. Mình có ai? Mình có cha, có mẹ. Nhưng mà nếu cha mẹ của mình cũng chưa có thấu hiểu thì họ cũng không có khen mình. Vậy thì nếu như các anh chị không nhờ Zoom của câu lạc bộ để các anh chị trở thành một người nhiễm từ, điều đó là điều không thể. Chưa kể mỗi ngày các anh chị lên mạng xã hội, các anh chị lướt mạng, các anh chị xem phim, các anh chị xem video chia sẻ những cái sự không hạnh phúc, không hòa hợp, và nó không giáo dục cho các anh chị bất cứ kiến thức gì, thì các anh chị có thể nhiễm từ người thành công được không ạ? Không thể nhiễm từ ha. Nên hãy tận dụng những buổi Zoom của câu lạc bộ để cho phép mình được trở thành một người nhiễm từ, nhiễm từ năng lượng của người thành công. Vậy thì mỗi ngày các anh chị hãy lên một cái lịch trình xem thử mình có thể vào buổi Zoom nào của câu lạc bộ. Thí dụ như là buổi Zoom buổi sáng, chúng ta hay nói về lòng biết ơn, thì chúng ta sẽ rèn được cái tâm yêu thương của mình, rèn luyện được cái con người phi thường bên trong biết ơn. Thứ hai, anh chị có thể tận dụng những buổi Zoom trưa của câu lạc bộ. Mình sẽ gặp các doanh nhân thành công thay phiên nhau chia sẻ cho các anh chị những cái bí kíp để họ có thể có được cái sự thành công như thế.
Và quan trọng là họ kể câu chuyện của cuộc đời thật của họ. Nó sẽ giúp cho các anh chị có được cái niềm tin từ cái tận đáy xương tủy của mình. Mình tin rằng cái người như thế cũng có thể làm được, mà mình cũng có thể làm được. Và buổi tối vào lúc 20:30 cho đến 22 giờ, người thầy của Thảo cũng như môi trường đã thiết kế những cái thói quen thịnh vượng, cũng như là những cái tư duy để giúp cho các anh chị gia tăng được cái năng lượng thành công. Kỷ luật là sức mạnh, hãy cho phép mình kỷ luật. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị ở đây, mình cùng kỷ luật với Thảo từ ngày hôm nay cho đến 21 ngày tới. Hãy cùng tham gia buổi Zoom câu lạc bộ cùng với Thảo để nuôi dưỡng cái con người màu xanh bên trong của mình, để giúp cho chúng ta có cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn nữa nhé. Chúc các anh chị thành công. Hãy nhấn vào link bên dưới ảnh avatar trang cá nhân của Thảo để tham gia vào nhóm học tập cùng với Thảo, cùng rèn luyện với Thảo, để sau 21 ngày tới chúng ta sẽ đón nhận một cuộc sống mới. Chúng ta sẽ thấy được cái con người màu xanh nó lớn lên, mình sẽ thấy được cuộc sống của mình nó gặp nhiều may mắn hơn, nhiều thành công hơn và nhiều thịnh vượng hơn. Hãy follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều phương pháp thu hút tiền bạc và thịnh vượng nhé.